Nãy gặp bả chưa ăn cơm, cũng không nói vụ cơm. Ông nhũ nhóc mượn hồn. Mà trà nó hụn nông chứ. Đi lúc kia cái hồi dịch của anh. Chết mũ ba cũng còn. Ông chết đi, tôi chở ông đi chết. Tôi chết rồi. Chết chưa? Chết cái đầu cũng còn. Bây giờ ông đâu có tổ chức hay đâu đi xuống phường không? Ông phường ở chỗ nào? Ông phường xuống xuống trạm y tế. Chỗ số 4 bữa mình xuống cho từ thiện đó. Ủa chị Văn, chị ba bà đi đâu mà bữa nay bà không đem cơm cho ông thầy, ông cười quá trời kìa. Chị ba có đi xem ra, đi ra công chuyện gì đó, rồi chị kêu cái chuyện đó, má, ba đang có tình chuyện má. Ừ, mà sao, mà sao bà bữa nay bà kỳ vậy, bà không đem cơm cho ông sớm đi. Tại vì ăn cái vỗ mình lúc ba tay mình đang nhà, thì với bà đang à đi rồi, rồi. Đi về rồi, bà đem chồng rồi chứ, giờ bà đi đâu, giờ kêu còn chở nó ra đây đi. Để chị không ra ngoài ăn. Rồi. Ở trên ta đang đám giỗ nhậu nhẹt rồi vậy, trên là ăn cái gì trên nào? Vậy đi, cho ông đừng có nói xàm nó bậy nữa. Cho ông nghỉ nói mà mốt ông nói gì với tôi nói lại với cái người ông nói xấu luôn. Vậy đó, ông vậy ông có sợ ông có nghĩ nói xấu ta. Tối ngày đang quay nói xàm báo báo rồi. Cái chuyện của mình không xong mà cái tối ngày nói xấu người ta chi vậy trời. Chuyện mình xấu quá mà không chịu sửa mà kêu nói chuyện ta hoài. Nội cái mấy cái lư hương sửa không được, xả rác sửa không xong, lấy đồ tan sửa không rồi. Một đống chuyện để sửa mà không sửa, lo nói ta hoài. Cái chuyện mình xấu quá mà đi nói chuyện ta. Giả bộ ngủ, nói tao ông giả bộ ngủ. Cái chuyện gì mà chỉnh sửa ông là ở đầu ông giả bộ phát lờ. Ông giả bộ ngủ. Ông nghe bài ông cũng xì, bài ông diễn ra với diễn với tôi bắt được chân. Cha bị dạy ra đó hụt rồi ba. Mơ mốt không biết còn cái gì tới với ông nữa nè. Ông để hình phạt lên bàn thờ vậy đó mà chủ quyền đâu có về được. Chủ quyền đâu có ngồi chung với Phật được. Chẳng khác nào ông để mấy cái hình phạt đó, chẳng khác nào ông đuổi chủ quyền đi ra ngoài đường. Bởi vì ta nắm ta lôi ông té, đúng rồi. Thời chủ quyền khi mà đưa hình phạt lên rồi chủ quyền đi ra đường đứng. Trời. Bây giờ kiếm gì ăn rồi ba ơi. Thôi nghiệp ông ráng chịu đi, kiếm gì ăn rồi. Bữa nay ba bỏ đói ông rồi đó. Còn tôi thì 3 giờ tôi mới lại trả ông đi. Không có nói 1 giờ rồi nói 3 giờ. Nhiều khi là làm tôi kẹt công chuyện nói vậy đi em chắc ăn. Thì ông nói không tụng thì lại đây xong giờ nào tôi chạy lên giờ đó thì rước ông là đúng rồi. Tôi còn kẹt công chuyện ở đắng chứ phải tôi không đâu nội cái nhà chưa quét cái nhện chưa có chuyện chơi thì có mình tôi làm với đi luôn. Bây giờ mình đi chảnh ra ăn.
người ta còn nhậu về chả đi lên chả làm được cái gì chả mà ăn đám dỗ người ta không ngờ mà tự nhiên đi lên chả giờ này chi để tao tan đi rồi mình lên người ta không ngờ đi giáp mặt lên như ngậu giờ nó mở cái mã nào rồi quên nó mở cái mã nào đâu mốt nè mới tuần bữa nay à. Thì có diện cho thứ hai đi tôi kêu lính tôi đi mời anh chị cho hôm nay vẫn còn lính không rồi à, cũng đi không bà nó bị đuổi đỡ tôi về đỡ quê tôi già gì mà bị đuổi hoài mệt lắm để cho mấy đứa nít nó đi nó bị đuổi sao bữa nào để tôi sắp xếp với bà Năm nha bữa nào tôi kêu rước ông lên cái bà Năm bà đuổi một lần thử ông coi nó nhục cỡ nào ông không có thấy cái cảnh mà ta đuổi mình đâu mới sáng đầu vô ta kêu đi về đó, ông thấy quê không mà đối với tôi á thì ông thấy người ta đuổi tôi vậy thì ông cho ông coi giống như chuyện bình thường vậy đó ông coi giống như không có gì xảy ra chứ ông nói ông cái phớt lờ vậy đó phải người ta đuổi ông thử coi ông nói ngàn thu vĩnh biệt chưa có hết câu chuyện nữa còn người ta đuổi tôi thì ông coi giống như là chuyện nước chảy bèo trôi vậy thử thời ai đuổi ông thử ra ông nói cho bằng tới nhắm mắt luôn chưa hết nói nữa rồi sao ta đuổi tôi ông coi bình thường vậy ông nói ông không có tụng cho cái đám đó là thằng Tần nữa mà ông cũng đi tụng đó trời ơi ông nói hai tên năm nào vậy luôn tôi nghĩ tụng rồi tôi đuổi ông vậy là tôi không có tụng bằng Tần nữa đâu đó cuối cùng cũng đi tụng đó thôi ông ơi ông nói mười chỉ có một rồi. Đi với ông viết ra đường mà chúng gặp tôi không đứng cười không đi với ông quá sợ ông mà kêu bằng Lý Thông đó. Đi mà đụng chuyện rồi là Lý Thông chạy mất tiêu còn Thạch Sanh nữa lại chịu đi lên má ăn cơm không có còn á đã tôi nói 1-2 giờ tôi mới đi được giờ này đi cái gì mà đi người ta đang ì ì đánh chả nó rồi lên người ta mờ nhậu nhẹt mệt lắm lên người ta kêu qua ngồi ăn người ta mờ nhậu không lẽ không uống rồi mất công lắm luôn đi lên giờ này ông cũng đi ông nói 2-3 giờ đi đi chả nó có gì ăn đâu ba tôi tính chưa có đi lợi giờ này đâu tại ông điện thúc người ta hoài người ta đang làm chuyện mà ông điện điện thoại reo hoài làm gì được mới vừa làm chuyện với ông điện mới vừa làm chuyện ông điện điện người bắt máy hoài rồi đi lợi cho nó rồi đi giải quyết cho xong đi đó là tôi nói mọi chuyện mà tôi không có nói gì trước với ông hết trơn giống như bây giờ hẹn mà 2-3 giờ này là bắt đầu gọi điện nữa nè ông điện nữa là tôi không có đi đâu đó thì nào tôi rảnh thì tôi chạy lợi còn ông điện nữa là tôi trốn luôn cho hay cái chuyện gì mà ông biết rồi ông nôn hết trơn ngọn thúc đích nữa giống như đi cho gạo từ thiện nó nôn hết trơn cái lên xe cũng nôn cho tôi đi về tôi đi tụng đám ma ông đi ra như em bé bồng bông nôn đi mà cũng nôn về bởi vì ông nói vụ đi chơi chứ thật ra là có tổ chức đi chơi ông cũng đi không được đâu cái nghiệp ông quá nặng rồi giống như có đi chơi rồi ông cũng không có bỏ tụng người ta được đâu ông phải đi gieo nghiệp nữa ông bỏ một ngày đâu có được ông phải gieo liên tục vậy đó đặng nữa đi xuống dưới đặng mới hưởng cái lúc đầu đó ha mà ông nói như vậy đó là ông không bao giờ có cái nhà đâu mà lúc đó tôi không có điều tra là ra chơi ông nói là ông ở trong rừng trong bú gì á trong cái chòi gì trong đồng đó. Tôi kêu ông dẫn đi cho tôi coi ông không chịu dẫn ông nói không có đó ông nói ông ở trong cái chòi trong đồng trong đó, bốn bụi tre bốn vạt tre gì đó xong á quay ngang cái nói ban đêm á chứ còn tôi công phu tôi lại Phật mà mấy bà chị tôi chửi quá chửi luôn chửi tôi nghĩ tụng luôn
không có tụng đâu, tượng Phật ngoài đâu tụng, mà dám nói với tôi là có tụng. Rồi xong cái quay ngang, tôi mà đi tụng cái đám ma nhà nghèo, tôi không bao giờ lấy tiền trong nhà cọp đó, tôi đâu có lấy đồng bạc nào đâu. Tôi vô tôi hỏi ông cọp, tôi hỏi có lấy tiền không, ông nói đám đám lần nào mà không lấy nó không lòi chành té bứa hết trơn. Ông mà không nói cái đó đó là người ta không có cho ông đâu, cho ông hay, mà toàn là nói dấp không luôn, ông nội cha luôn. Cuối cùng á hả, chăn dâu đổ đầu tầm. Hôm bữa mà phải nói cái vụ mà cái nhà mà ba bụi tre đó, đó phải tôi đi kiếm là bể đổ chuyện ra rồi. Không có cái nhà nào mà bụi tre đâu mà không nói cái nhà tôi cho bụi tre ở trong rừng trong rú đi vô chợt lên chợt xuống. Trời ơi, chuyện gì mà cũng dám đặt ra được. Rồi xong rồi nói ban đêm tôi tụng kinh niệm Phật đó, không có ai cho hết trơn. Cuối cùng tôi điều tra lại hả, là lại mà đốt nhang mà cả chục cây đó, người ta nó không cho đốt đó, chứ đâu có niệm Phật niệm gì. Đó giờ điển hình ở đây là tôi lợi trăm lần, không có lần nào mà cúng Phật tụng kinh lên. Còn là đốt nhang bó bó nung Phật không có chứ tụng gì. Đã vậy rồi cái chuyện đổ bể vậy rồi, tôi bị chữ vậy rồi mà cũng không sửa. Rồi bây giờ lư hương lư vọng gì trên bàn thờ cỡ đó rồi sao ta thích ông nữa. Đã là nói dốc người ta tha là mừng dữ lắm rồi, mà bây giờ cái chuyện sửa không sửa được. Mà tối ngày đi chơi chứ toàn đi chơi đi chơi đi chơi đã cái lên trở tới chỗ đó bắt đầu cái thối về cái điều tuột cái quần. Kêu tôi lại tôi dằn vặt tôi bầm còn hơn là bầm chuối mà cho vịt ăn nữa, mà cũng kêu lại hoài, kêu lại đang cho dằn vặt. Cái nghiệp gì mà nặng dữ trời, nằm yên mình ngủ chưa không chịu đâu, kêu lại đang cho nó bầm bầm như bầm chuối cho vịt ăn vậy đó, mà kêu hoài điện liên tục. Ông nói tôi á, tại sao mà ông nói vậy mà tôi đi học với bà. Tôi nói cái chuyện may đồ cho bà ngoại may đâu không được, mà sao mà ông đi nói vậy. Trời ơi, chê bà may xấu đó bà nội ơi. Ông nói lại, tôi không nói nha. Tôi còn đang quảng cáo giúp cho bà, đặng cho ta lợi ta may áo bà ba nhiều nữa. Bà may đẹp chứ xấu hồi nào mà tự nhiên rồi đi nói vậy. Đang quay phim mà cứ nói xấu người này nói xấu người kia, công an mời hoài nó có sợ. Phật cô Phật nói xuống mà coi. Mà tôi nói với bà nè, phải mà ổng tốt, ổng nói xấu người ta tôi không có gì trơn á, còn cái đằng này ổng thú quắc luôn, từ trên xuống dưới luôn, ổng không có làm cái gì được hết trơn á. Mình nó thì như là cái gì vậy đó mà cứ nói xấu người ta hoài. Nội cái vụ mà bỏ gác nè, lấy đồ tan nè, thắp nhang nè, bà coi kìa cái bàn thiên kìa, còn hơn là cái núi Thái Sơn nữa. Chân nhang nhé, nó đổ xuống kìa, còn hơn cái núi nữa. Nó nhớ tôi mà tôi lại tôi dằn vặt vậy đó mà nhớ gì không biết nữa. Tôi á, ông mơ mốt mà ông nói xấu ai là tôi lại tôi nói ngay người đó luôn, cho ông mơ mốt nghỉ nói. Bà đi nghe lại ông bà vua ơi. Tôi nằm đây nãy giờ tôi không nói ai chứ. Thì đây nè, để tôi chiếu cái clip này lên cho bà con có nói không nha. Bây giờ mà mấy cái chuyện mà ông nói xấu người ta tôi làm biết cắt lắm. Để y gì đó cho ta lại nhà ta chửi vài lần là hết dám nói à. Tối ngày quay lên cái chuyện của mình thú quắc à, mà không lo cái chuyện của mình, mà cứ lo chuyện người ta. Bà thấy ngày hôm qua đạn trường không?
gặp tôi lợi rồi người ta đứng người ta chờ, người ta đứng người ta hơi nắng gì đó mà không chịu đi, là lằn quằn hoài gì đó, chờ là tôi về mới chịu đi theo người ta đi tụng kinh. Trời ơi, con nhỏ ngày hôm qua tại nó đứng nó chờ chứ tôi đi chạy xe về rồi. Cái gì ở đâu mà ổng làm như tôi là người yêu của ổng như trời, không lỡ là ổng đi tụng không được, kỳ gì? Bắt người ta đứng hơi nắng cả buổi chờ vậy đó mà cứ lằn quằn chờ tôi lại mới đi. Ông làm giết vậy ai kêu ông tụng ông nội vô, ông nội mà nói ông không nghe. Ta lỡ ta rước ông mà ta gặp cái bà ông Thiên, ta cũng lạnh lùng xuống gió, ốc cục nổi chứ. Đâu có cái bằng cái ông Thiên nào mà đốt ngang mà cỡ đó đâu. Bởi vì hỏi sao ta không quở trách ông hoài là gì. Lúc này giấc sáng bà còn nghe tụng kinh không bà Huệ? Không, hình như không có tụng. Hôm bữa tôi lại giấc sáng tôi đều tôi khám tiền thổ thử là thấy thắp nhang không rồi leo giỏng nằm mà chứ không có tụng. Chứ thôi tụng buổi sớm làm cũng khó ngủ mà. Ông mà tụng là nửa đêm mà tụng dơ khỏi ai ngủ luôn. Kiếm cờ văn toàn ơi. Trời. Ông đi ra ngoài ông ăn đi ông nội ơi. Bây giờ đi kiếm cơm ai bán giờ này. Tôi chở ông đi ra ngoài nè ăn đi rồi vô. Bà nội bà ba bữa nay bà đi đám đi gì mà má không đem cơm tranh thủ nhậu sớm đi mà để giờ này ông kêu cơm. 1 giờ luôn anh. Rồi ta chở về ngoài ăn cơm cũng không chịu, không ngồi nằm nên chi hoài trời. Ông ăn cơm đi chút tôi lại tôi chở đi. Cái gì vậy ba? Giờ này chạy thằng Túc đi chợ mua cơm cho ông nữa đi ra ngoài ăn đi, ra ngoài tôi chở ông đi nè. Tôi chở ông ra ngoài ăn đi rồi vô. Người ta nấu cơm ngoài không chịu ăn, rồi đi ăn tiệm. Không đi tôi về đẳng à, tôi ăn cơm á, tôi đói bụng lắm rồi. Ông nội, ông điện dập dập phải chạy đi.